Let's go, round one. Wow, nó này hấp dẫn này. Ai? Oh wow, biết qua nghe, biết qua nghe, nghe không luôn. Good job, good job, good job. Thank you, thank you. Phòng thủ thì tốt với em. Biết chào tôi qua nhưng mà thể lực là sẽ xuống á. Đúng rồi. Biết chào thằng Luân em tấn công rất mạnh mẽ. Oh my god. No problem. Biết chào thằng Luân. Thằng Luân đang thi đấu rất tốt. Có vẻ như cánh tay thì của Trang thì chấn thương thì tại. Ok, không sao. Ok, ta sẽ đón đầu nào. Các bạn lưu ý sân chơi này là dành cho các bạn để phát triển thể thao. Cho nên khi chúng ta có chấn thương hay gì đó, trọng tài sẽ bảo vệ các bạn là việc đầu tiên. Cho nên các bạn, nếu mà có chấn thương, cứ mạnh dạn lên, không sao. Chắc over qua bên trái nè. Phải bảo vệ bạn lần trước mới chơi thể thao được. Good job. Cứ đi quay như vậy đi em, cứ đi quay đi lót thì ok. Tương con rất đẹp, rất kỹ thuật. Trời ơi, sao tập rút ra vậy? Chắc over. Oh, my god. Rồi dây, oh. Sợ luôn rồi, từ từ, rồi dậy. Let's go. Hai đánh lại. Bình tĩnh, đúng rồi. Đánh đầu nha. À. Nếu mà chơi con sao thì phải nói. Mày có đứng lại đó. Đừng có đeo thì nghỉ lên. Đây là chiến thắng khắc phục vùng về Vũ Mạnh Hoàng Luân. Và chiến thắng vùng về Vũ Mạnh Hoàng Luân.